xe chắc xe đẹp liền lạc lắm. Bình xăng, mở bình xăng ra mới ghiền nè mọi người, cái bát yên này xanh chành luôn, yên còn luôn nha anh em, 2-1 sườn đây. Anh quay có khách gọi nha mọi người, khách gọi làm gián đoạn. Chiếc này cũng bít đầu nồi nha anh em, ốc đầu đẹp lắm, gan đầu cũng đẹp nè, anh em xem nè, cái bát nó còn vàng nè, bình xăng cũng đẹp luôn nha anh em, sườn bọng đẹp quá coi rồi. Mấy dòng người Thái máy chắc kinh khủng. Nồi chả lớp tốt. Máy im lắm, đi đầm chắc nhẹ. Ghé sát giờ đòn cho anh em nghe nha, cái này 5 mấy triệu nha anh em. Sẵn nổ chiếc này cho anh em nghe luôn, cho hết hết nguyên vàng luôn, nồi lốp cốp 3 chiếc là nồi chả lốp cốp cho anh em, đầu lòng lưỡi vàng, đầu lòng bao bít cho anh em. Chiếc này đầu ET đi cực kỳ nhẹ luôn. Hello, Quang xin chào anh em nha, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Quang xe máy nha anh em. Thì trước mắt anh em đây là những chiếc xe hiện đang có mặt ở tiệm Quang nha mọi người. Đầu tiên là chiếc Future 1 đời 2-1 đời đầu ET, máy im gin bích đầu nồi nha anh em. Tiếp theo là chiếc quay thái 110 đời 99, chiếc này cũng là máy im gin bích đầu nồi, áo ghiên theo xe nha anh em, cặp vẫn còn luôn nha. Bích đầu nồi, quay thái 110. Tình trạng áo chiếc này thì mình còn vẫn trong còn, dè còn. Đầu đèn mặt nạ vẫn ngoài, có thay mới nha anh em, thay mới của hãng. Còn máy thì máy im ghiên bích đầu nồi đi cực kỳ nhẹ. Quan tải chi tiết cho anh em. Còn chiếc này là chiếc quay alpha lốc trắng chữ ngang đời 2005 nha mọi người, máy im gin bích đầu nồi, xe đi cũng cực kỳ sướng luôn. Nói chung là 3 chiếc này đi máy chắc gin đi sướng nha anh em. Chiếc này thì Quang mới đăng ký tên ra tên của Quang luôn, biển số là mọi người, anh em mua thì Quang sẽ rút cho anh em nha. Đi một vòng bánh xe cho anh em xem trước nha. Chắc này cũng 5 giờ rưỡi rồi, ánh sáng bắt đầu cũng kém rồi mọi người, Quang sẽ tranh thủ quay nhanh cho anh em thôi nha. Quay đầu lòng trước cho mọi người, để hồi một hồi ánh sáng nó kém á, Quang không thấy ốc nè, quá đẹp luôn không. Đầu lòng là bao cho anh em, nồi là bao cho anh em nha, chưa có làm nha. Đi cần lắm, con bén cỡ này mọi người. Dàn chân đây, trần cảnh dàn chân. Chiếc này thì Quang bán 2 mấy triệu nha anh em.
xe chắc xe đẹp liền lạc lắm. Bình xăng, mở bình xăng ra mới ghiền nè mọi người. Cái bát yên này, xanh chành luôn, yên còn luôn nha anh em. 2-1 sườn đây, quay nhanh cho anh em thôi nha. Cả này bô nè, dàn chân đây, dàn gỗ xi nha nè. Này quay thái nha nè, quay thái 110. Bắt đầu trời nó hơi tối tối. Đang quay có khách gọi nha mọi người. Khách gọi làm gián đoạn. Chiếc này cũng bít đầu nồi nha anh em. Ốc đầu đẹp lắm. Gian đầu cũng đẹp nè anh em cho nè. Cái bát nó còn vàng nè. Bình xăng cũng đẹp luôn nha nè. Sườn bọng đẹp quá coi rồi. Lóc là lóc ghim đó nha anh em. Có sửa sửa mấy cái lát đác chóc nè. Có sửa thôi chứ lóc ghim nè, đuôi cá ghim nè. Đánh bát lên mọi người. Đánh bát lên đẹp vậy á. Áo nè, áo thôi xe cả bộ nha anh em. Xe này chủ thay ổ khóa à. Ổ khóa ba chia. Đầu lòng đó mọi người. Không biết kịp nổ máy cho năm nghe hôm đó, hết giờ rồi. Chắc quay sơ lược thôi mọi người. Biển số H151585. Trong miền nè. Duyên nha anh em. Vậy hôm nào quan chạy quan test. Test máy cho anh em nghe nha. Quay thái đầu EP rồi nè, chụp bogie da băng của đề Mitsuba Thái Lan, mobil thì Thái Lan luôn. Đạp nè, bô nè. Xe này chủ ta thích bô tích đen đời 2000 á, ta thay cho nè. Bô này đời 2000 tiếng ra bé. Gấp thì còn miếng tem chốc chốc còn chút. Bẩn theo xe nha nè. Quan tháo ra con quay. Mấy dòng quay thái máy chắc kinh khủng. Nồi chả lớp lốp. Máy im lắm, đi đầm chắc nhẹ. Ghé sát giờ đòn cho anh em nghe nha. Cái này 5 mấy triệu nha anh em. Bánh xe lồng còn luôn, còn xè xè nè, ốc còn chưa mở nè, ốc đầu nè, ốc bánh xe lồng nè, ốc chân lồng nè, ốc chân lồng, ốc đầu nè, đó anh em nghe xè xè không, xè xè tiếng bánh xe lồng á, bánh xe lồng ghim đó nha. Rồi tạm chia tay chiếc này nha nè, còn một chiếc quay nữa, quay 2 năm. Alpha 2 năm, chiếc này khoảng bán 10 mấy triệu thôi. Máy cực kỳ nhẹ luôn. Máy gin bít đầu nồi. Chắc hơi. Nói chung chiếc nào Quang cũng hay nói gì. Nói chung Quang test rồi mọi người.
đề Quang mua Quang cũng tiện á, xe nào mà máy im ngon chắc hơi đi nhẹ thì Quang mới mua nha, chứ Quang không có mua mà dàn số lượng nhiều nha anh em. Bởi vì thường thường anh em thấy kênh của Quang á, xe không có số lượng nhiều đâu mọi người. Tại mua Quang quan trọng là cái máy trước, còn lông lá nhiều khi cũng châm chế xíu anh em. Lông lá thì nhiều khi cũng sơn chỗ này sửa chỗ kia, nhưng mà quan trọng cái máy nha, với cái giá nè. Mở máy trên nghe cho anh em nghe luôn. Mình cái bô nghe giòn giòn như chích ít vậy. Sẵn nổ chiếc này cho anh em nghe luôn, cho hết nguyên vàng luôn. Nồi lốp cốp, ba chiếc là nồi chả lốp cốp cho anh em. Đầu lòng lưỡi bàn, đầu lòng bao bít cho anh em. Chiếc này đầu tê đi cực kỳ nhẹ luôn. Và đặc biệt ba chiếc này là có hỗ trợ trả góp cho anh em. Bên Quang có hỗ trợ trả góp dạng dây tiền mặt đó mọi người, sẵn trên đây nói luôn, để nhiều anh em có nhiều anh em thắc mắc á, qua trả góp dạng qua tiền mặt đó nè. Anh em chỉ cần đem căn cước công dân, điện thoại cảm ứng, đặc biệt là phải biết chữ nha anh em, biết chữ nè, biết viết anh em. Rồi nếu mà có thêm bảo hiểm y tế á, thì anh em cứ đem theo nha, tặng cho khả năng được duyệt hồ sơ của mình cao hơn nha anh em. Bán trả góp vay tiền mặt dạng qua ngân hàng mọi người, anh em lên hồ sơ chừng nửa tiếng hơn thôi, nếu mà đậu á thì anh em sẽ được nhận tiền ngay nha. Thì tới chừng đó anh em muốn mua xe gì mua, dạng mình cầm tiền mặt trên tay đó mọi người. Rồi anh em mua xe thì nhận xe, nhận cặp quẹt liền luôn. Còn xe nào anh em muốn rút hồ sơ thì để giấy tờ lại Quang rút cho anh em. Nói chung mua góp tiền mặt thì có cái lợi đó mọi người, rất là nhanh gọn luôn. Máy em vui, ghé sát cho anh em nghe. Em vui nha nè. Cái này ánh sáng là nó không đều rồi đó. Nãy đang quay mà có khách gọi á, nghe cũng cỡ 10 phút rồi. Rồi, bây giờ Quang xin kết thúc video nha. Video cũng hơi dài mọi người. Cảm ơn em đã quan tâm và theo dõi video của Quang. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha mọi người. Tiền đẹp quá.